Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, vào tháng trước thì hai mẫu smartphone Realme đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Tena, cơ quan quản lý thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Thông tin rò rỉ gần đây cho thấy là hai thiết bị này sẽ được ra mắt với tên gọi là Realme X và Realme X Yours Edition. Trong đó thì với phiên bản Realme X Yours Edition chính là bản đổi tên của chiếc Realme 3 Pro đã được ra mắt tại Ấn Độ hồi tháng trước. Và nay thì đích thân Realme đã xác nhận rằng họ sẽ tổ chức một sự kiện diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới đây tại Bắc Kinh. Trong một bài đánh giá iBook của Chuwi trên kênh YouTube Ben's Gadget Reviews thì chúng ta thấy một chiếc điện thoại có thiết kế màu xanh đen ở bên trái của máy tính, phóng to và bạn có thể thấy được nhãn hiệu Realme trên thiết bị. Và dựa vào cụm camera sau của điện thoại này thì dường như đó chính là chiếc Realme X đã rò rỉ không ít thời gian vừa qua. Dự kiến thì Realme X sẽ có màn hình tràn viền OLED là 6.5 inch với độ phân giải là Full HD+ và cảm biến vân tay cho màn hình. Có thông tin cho rằng Realme X sẽ dùng chip Snapdragon 730, nhưng cũng có nguồn tin khác đồn đoán rằng nó sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855. Và Realme X thì sẽ có viên pin là 3680 mAh, được hỗ trợ bởi công nghệ sạc nhanh Vogue 3.0. Phía sau máy của chúng ta sẽ có camera kép là 48MP và 5MP, trong khi phía trước sẽ là một camera dạng trượt chưa rõ độ phân giải. Và Realme X có thể sẽ lên kệ Trung Quốc với các phiên bản là 6GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM, 128GB ROM và 8GB RAM và 128GB ROM. Và mức giá lần lượt sẽ là 1.599 nhân dân tệ, tức là khoảng 5,5 triệu đồng, 1.799 nhân dân tệ, tức là khoảng 6,2 triệu đồng và 1.999 nhân dân tệ, tức là khoảng 6,9 triệu đồng. Trong khi đó thì Realme X Plus Edition sẽ có màn hình LCD 6.3 inch, thiết kế kiểu giọt nước và độ phân giải sẽ là Full HD. Máy dùng con chip Snapdragon 710, tối đa là 6GB RAM và 128GB ROM. Các thông số khác sẽ bao gồm camera kép phía sau là 16 và 5MP, camera trước sẽ là 5MP và pin là 4045 mAh. Theo tin đồn thì Realme còn ấp ủ một flagship với tên gọi Realme X Pro và có thể sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855, tuy nhiên là vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt của smartphone này. Các bạn thân mến, Xiaomi được cho là đang phát triển một mẫu smartphone cao cấp có tên mã là Hercules. Lục lọi trong mã nguồn MIUI của Xiaomi thì các nhà phát triển tại XDA Developers đã tìm ra một vài thông tin đầu tiên về thiết bị được cho là Mi Mix 4 này. Cụ thể thì theo trang đăng tải Misha Raman thì tổng biên tập XDA Developers, Hercules sẽ dùng con chip Snapdragon 855. Các thông tin đáng chú ý khác bao gồm 3 camera sau, 1 cam trước, cảm biến vân tay trong màn hình và sạc không dây. Đáng buồn là thiết kế của Hercules, điểm hấp dẫn nhất của dòng Mi Mix vẫn chưa được hé lộ. Từ khi ra mắt tới nay thì dòng Mi Mix của Xiaomi luôn có một thiết kế toàn màn hình, trong khi các thế hệ đầu tiên chọn thiết kế tràn viền và để lại phần cằm lớn thì Mi Mix 3 năm ngoái cũng đã chuyển sang thiết kế dạng trượt để tối thiểu hóa phần nút cằm. Không rõ là với Mi Mix 4 thì Xiaomi sẽ chọn giải pháp thiết kế như thế nào hay vẫn gắn bó với cơ chế trượt. Thời điểm ra mắt và mức giá của Mi Mix 4 thì vẫn chưa được tiết lộ. Các bạn mến, mới đây thì Vivo đã ra mắt chiếc Vivo S1 Pro sở hữu ngoại hình đẹp và được trang bị với vân tay trong màn hình kèm camera selfie là 32MP được ẩn bên trong. Vivo S1 sở hữu 3 camera với camera selfie là 28.4MP ở mặt trước. Và giờ đây thì nhà sản xuất này cũng đã trình làng phiên bản nâng cấp của nó với tên gọi là S1 Pro. Máy sở hữu một màn hình tràn viền ở mặt trước và không có tai thỏ, nốt ruồi hay bất cứ khiếm khuyết nào. Và điều này là nhờ vào cụm camera selfie thò thụt. Và S1 Pro đi kèm với màn hình là 6.39 inch Full HD cộng vi xử lý 5675 với tỷ trọng RAM là 6 và 8GB cùng với ROM là 128 hoặc 256GB. Giống như thế hệ tiền nhiệm thì Vivo S1 Pro cũng được trang bị cụm 3 camera mặt chính bao gồm một cảm biến 48MP khẩu độ lệ f1.78, cảm biến 8MP ống kính góc rộng với khẩu độ lệ f2.2 và một cảm biến 50MP đo chiều sâu với khẩu độ lệ f2.4. Ngoài ra thì máy cũng sở hữu một camera selfie 32MP thò thụt ở mặt trước. Các thông số khác sẽ bao gồm pin 3700 mAh, cổng micro USB, v.v. Và Vivo S1 Pro sẽ có các màu Love Blue, Coral Red và giá bán cho phiên bản 6GB RAM và 256GB ROM sẽ là $401, trong phiên bản với RAM là 8GB và 128GB ROM thì chưa có giá. Và máy sẽ được phân phối tại thị trường Trung Quốc bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 tới đây.
Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Miền Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thông điệp phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.